Kính chào quý vị và các bạn. Hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những video hữu ích từ Thư viện Pháp luật nhé. Sau khi miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc được tin nhiệm bầu vào chức Chủ tịch nước. Và sau sự kiện này, nhiều người đặt ra thắc mắc rằng liệu như ông Nguyễn Xuân Phúc có được xem là thăng tiến trong công việc hay không? Ý muốn đề cập là chức danh Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước thì chức danh nào có quyền hạn lớn hơn? Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta hãy cùng mở lại Hiến pháp năm 2013. Điều 86 Hiến pháp năm 2013 quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Bên cạnh đó, tại Điều 88 Hiến pháp năm 2013 quy định Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Chiếu theo quy định này thì có thể thấy, Chủ tịch nước là người có quyền quyết định liên quan tới vị trí chức danh Thủ tướng Chính phủ. Với quyền này, có nhiều cách hiểu, phần đông ý kiến cho rằng quyền này thể hiện chức Chủ tịch nước lớn hơn chức Thủ tướng. Tuy nhiên, Điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện quyền hành pháp là cơ quan chấp hành của Quốc hội, mà Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất của Việt Nam. Nên có thể hiểu rằng, về mặt thực quyền thì Thủ tướng Chính phủ có thực quyền lớn hơn trong hành pháp. Xét về phương pháp luận thì hai chức danh này không so sánh được, bởi mọi phép so sánh đều phải đặt trên cùng một hệ quy chiếu. Hai chức danh Chủ tịch nước và Thủ tướng có vai trò và nhiệm vụ khác nhau nên khó có thể nhận định là chức danh nào có quyền hạn lớn hơn. Và với trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc thì tùy theo quan điểm, tùy theo cách hiểu của mỗi người mà có thể nhận định rằng ông Nguyễn Xuân Phúc là lên hay xuống. Đến đây, video xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào.